này để dành riêng cho anh em mà đang có nhu cầu mua xe taxi trả góp. Về cơ bản chúng ta mua trả góp trong những điều kiện và chắc chắn là giới hạn của kinh tế. Vậy thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một trong những mẫu xe mà được anh em lái taxi cũng như là vận chuyển ưa chuộng nhất hiện nay. Đứng cạnh tôi đây, Hyundai i10. Đây là bản sedan hai đầu và chúng ta lưu ý đây là bản thiếu. Để tối đa hóa về cái ngân sách thấp nhất có thể để cho anh em chuẩn bị vào lấy xe ấy, thì Hyundai sản xuất cái phiên bản này dành riêng cho những khách hàng có nhu cầu chạy kinh doanh dịch vụ hoặc là trả góp để chạy taxi. Trước mắt chúng ta đây, toàn bộ phần đầu xe thì về cơ bản nó không khác biệt nhiều so với bản cũ, ngoại trừ cái đèn dòng này chúng ta sẽ bị lược bỏ trên phiên bản thiếu. Một số các chi tiết khác mà bản thiếu bị cắt so với bản cũ bao gồm ví dụ như là la răng thì xe này sẽ là la răng sắt thay vì la răng đúc. Gương chiếu hậu thì sẽ chỉ có cụm cơ chỉnh điện. Phần tay nắm cửa sẽ cùng màu thân xe và dĩ nhiên là không có chìa khóa thông minh. Phần đèn sau, đèn hậu thì không khác biệt ngoại trừ việc mà đã cắt giảm hai cảm biến bốn cảm biến phía sau để hỗ trợ được lùi xe. Về không gian nội thất ở trong xe thì thay vì chúng ta sẽ được trang bị đầy đủ ghế có thể nâng cao so với người lái và hành khách này, thì đối với bản thiếu này chúng ta sẽ cố định cái gối tựa đầu luôn. Cùng với đó là một số các chi tiết về tính năng an toàn cũng bị cắt bớt, ví dụ như là xe sẽ không được trang bị túi khí nào cả, phanh ABS chúng ta cũng không có, và dĩ nhiên rồi không thể đòi hỏi chiếc xe mà có giá 343 triệu một số các tính năng giải trí và sử dụng màn hình DVD hoặc là một số các tiện nghi khác ví dụ như là điều hòa tự động hoặc là chìa khóa thông minh. Với chiếc xe này thì về cơ bản chúng ta sẽ phù hợp với những mục đích mà di chuyển trong phố, không chạy ở tốc độ cao, có nghĩa là nó rất phù hợp với những người chạy taxi, đặc biệt là taxi ngoại tỉnh hoặc là thậm chí taxi Hà Nội luôn. Hiện tại giá của chiếc xe này là 343 triệu. Sau khi hoàn thiện tất cả các thủ tục thì chúng ta sẽ có một con số, nếu các bạn đăng ký ở tỉnh ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng 390 triệu, và đăng ký ở Hà Nội thì nó khoảng tầm 420 triệu để chúng ta có thể xuống đường lăn bánh. Với những mức giá như vậy thì các bạn có thể lựa chọn hình thức trả thẳng hoặc là trả góp. Trong trường hợp mà các bạn có nhu cầu trả góp, đối với khách hàng có hộ khẩu tỉnh, chúng ta sẽ trả trước khoảng 120 triệu đồng là có thể nhận xe được rồi. Số tiền còn lại nó tương đương khoảng 270 triệu thì chúng ta sẽ trả góp trong vòng 5 năm hoặc 7 năm. Nếu các bạn trả góp trong vòng 5 năm thì hàng tháng chúng ta sẽ trả cả gốc cả lãi, nó rơi vào khoảng 6,3 triệu. Và nếu mà trả góp trong vòng 7 năm thì số tiền này chỉ là 5 triệu một tháng. Dĩ nhiên là rất phù hợp với các bạn mà có nhu cầu chạy taxi và lấy chính chiếc xe này để nuôi sống gia đình mình cùng với cái việc mà trả lại hàng tháng cho ngân hàng. Thì đây là tổng thể của chiếc Hyundai i10 sedan bản thiếu. Các bạn có nhu cầu tư vấn về chiếc xe i10 này để làm thủ tục trả góp chạy taxi thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số hotline bên dưới. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả các bạn về mọi thủ tục đăng ký, đăng kiểm, giao xe và thậm chí là đóng vào taxi hoặc là lắp cột đen định vị nếu mà các bạn có nhu cầu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.